Thời trước khi thầy trò Đường Tam Tạng tới Hỏa Diệm Sơn, họ cũng đã được chứng kiến sự khốc liệt của nắng nóng tại nơi ấy. Thì cho đến tận thế kỷ thứ 21 này, vẫn còn tồn tại những nơi nóng chẳng khác nào Hỏa Diệm Sơn, khiến cuộc sống con người gặp không ít rắc rối. Thung lũng chết, Hoa Kỳ. Thung lũng chết là một thung lũng dài và hẹp nằm ngay giữa hai bang là California và Nevada của Hoa Kỳ. Thung lũng có diện tích khoảng 1.400 km2. Điều kiện tự nhiên tại nơi đây thì vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ mùa hè thường trên 49 độ C, có khi lên tới đỉnh điểm là 56,7 độ C. Lượng mưa tại khu vực này rất thấp, chỉ khoảng 42mm một năm, và dường như chẳng thể tìm được một dấu vết nào cho thấy có sự sống của con người tại đây. Thực vật chỉ lác đác một vài loài như cỏ gian di, cỏ bất. Động vật cũng chỉ có chuột, thỏ, cáo, sơn dương với số lượng vô cùng ít. Đặc biệt, nơi này lại nắm giữ một trong những bí mật kỳ lạ nhất hành tinh khi sở hữu những hòn đá ma thuật tự biết dịch chuyển, theo Amusin Planet. Do vùng đất không có người sinh sống, khi con người phát hiện ra sự kỳ lạ của những hòn đá biết đi ở khu vực này, chúng đã ở trạng thái rẽ trái, phải, trượt lướt một quãng đường dài. Có những hòn đá, theo tính toán, đã di chuyển cách vị trí ban đầu 450 mét và mất từ 2 đến 5 năm để đi được quãng đường đó. Nhiều năm sau đó, các hòn đá ngày càng dịch chuyển xa hơn và nhiều hơn. Mỗi hòn đá đều có lộ trình riêng, có hòn đi thẳng, có hòn lại đi theo hình lượng sóng hay rẽ trái, rẽ phải. Có những hòn đá có khối lượng bằng nhau, hình dáng cũng giống nhau nhưng lại di chuyển những quãng đường khác nhau. Tuy nhiên, điều thú vị là chưa một ai được tận mắt thấy sự di chuyển của những hòn đá này, không ai biết được tốc độ di chuyển của chúng ra sao. Những hòn đá này di chuyển bằng cách nào luôn là câu hỏi mà rất nhiều người, từ du khách tới các nhà khoa học đã đặt ra. Hơn một thế kỷ, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Các nhà khoa học chỉ có thể đặt ra nhiều giả thuyết giải thích cho hiện tượng đá tự đi này. Một trong những giải thích được nhiều người tin nhất là hòn đá di chuyển nhờ lực hấp dẫn. Gadamet, Libya. Gadamet là một thị trấn ốc đảo tọa lạc ở phía tây Libya, được đánh giá là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới nhưng lại có sự sống của con người. Thành phố có tổng số dân là 7.000 người và chủ yếu là người Bebe. Thành phố này nằm ở phía tây nam của thủ đô Tripoli, cách thủ đô khoảng 549 km. Thời tiết ở đây cũng khá khắc nghiệt, với mùa hè vô cùng oi bức, nhiệt độ lúc nào cũng trên 45 độ C. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại nơi đây lên tới 55 độ C. Nguồn nước cung cấp cho ốc đảo này khá khan hiếm và hầu hết mọi người đều thiếu nước sử dụng vào mùa hè. Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây là lạc đà. Kabylie, Tunisia. Thành phố Kabylie của Tunisia cũng là một trong những nơi thuộc hàng nóng nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một trong những thành phố nóng nhất ở châu Phi. Nơi đây thực chất là một ốc đảo và là một điểm du lịch rất hấp dẫn với nền văn hóa đặc trưng và những khách sạn tuyệt đẹp. Tuy nhiên khi đến mùa hè, nhiệt độ nơi đây khá cao khi mà luôn ở mức trên 45 độ C. Mức nhiệt 55 độ C là nhiệt độ cao nhất đã từng được ghi nhận tại thành phố này. Timbuktu, Mali. Timbuktu là một thành phố nằm ở vùng Tombuktu thuộc đất nước Mali xinh đẹp. Nơi đây cũng là quê hương của các trường tôn giáo khác nhau và là thủ đô của tinh thần và tri thức, là nơi truyền bá tôn giáo Hồi giáo ra khắp châu Phi. Mức nhiệt độ tại đây ít khi nào nhỏ hơn 40 độ C và nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 54,5 độ C. Vì sự khắc nghiệt như vậy nên rất ít khách du lịch đến đây. Lượng mưa trung bình tại Timbuktu cũng khá thấp, chỉ khoảng 40mm một năm. Arran, Mali. Tại một địa điểm thuộc Mali nằm trong danh sách những nơi nóng nhất thế giới, đó chính là Arran. Đây là một tỉnh ở vùng xa, một khu định cư nhỏ với dân số chỉ khoảng chưa được 500 người. Lượng nước ở đây rất khan hiếm, thậm chí còn không đủ để trồng cây. Nhiệt độ vô cùng oi bức với mức nhiệt luôn trên 39 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại nơi đây đã từng được ghi nhận là 54,4 độ C. Tirat Tzvi, Israel. Đứng thứ 6, những nơi nóng nhất trên thế giới là một thành phố nhỏ thuộc đất nước Israel. Nơi này cũng là một thành phố trồng cây trà là lớn nhất Israel. Dân số nơi đây dưới 1.000 người. Khí hậu khá khắc nghiệt, nhưng rất may là nguồn nước không đến nỗi quá khan hiếm. Lượng mưa trung bình tại thành phố vào khoảng 50mm một năm. Nhiệt độ kỷ lục đã được ghi nhận tại nơi đây là 53,8 độ C. Sulabiya, Kuwait. Sulabiya là một thành phố nhỏ tọa lạc ở phía tây nam của đất nước Kuwait. Đây được đánh giá là thành phố nóng nhất và có diện tích đất hoang mạc lớn nhất trong khu vực của Kuwait. Nguồn nước của thành phố khá khan hiếm và người dân thì chủ yếu trông chờ vào lượng nước mưa hiếm hoi hàng năm. Dù vậy thì nhiệt độ ở đây cũng không quá khắc nghiệt đối với sự sống của con người. Thế nhưng nó vẫn ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất đã từng được ghi nhận là 53,6 độ C. Awad, Iran. Đây là một thành phố thuộc lãnh thổ của Iran, nơi này là thủ phủ của tỉnh Khuzestan. Thành phố tọa lạc ở độ cao trung bình là 20 mét so với mực nước biển, có lượng dân số chỉ hơn 1 triệu người. Thành phố được nhiều người biết đến bởi những cây cầu trăng lung linh bởi ánh đèn về đêm và những tòa nhà với lối kiến trúc cực kỳ cổ kính, đặc trưng cho nền văn hóa truyền thống của nơi đây. Thế nhưng mùa hè ở đây rất nóng với mức nhiệt cao nhất được ghi nhận là 53,3 độ C. Wadi Halfa, Sudan. Đây cũng là thành phố thuộc một quốc gia châu Phi nằm trong danh sách những nơi nóng nhất thế giới. Đó chính là thành phố Wadi Halfa thuộc Sudan, là quốc gia có diện tích lớn nhất của châu Phi. Thành phố này tọa lạc ở phía bắc Sudan, ngay trên bờ hồ Nubia. Tổng dân số của thành phố xấp xỉ là 16.000 người.
Ngoài ra, đây cũng là nơi trưng bày khá nhiều đồ cổ của người Nubian cổ đại và được đánh giá là trung tâm của mọi hoạt động khảo cổ. Nhiệt độ cao nhất tại nơi đây đã từng được ghi nhận là 53 độ C. Jeddah, Ả Rập Xê Út. Jeddah là một đô thị lớn tọa lạc bên bờ biển đỏ phía tây Ả Rập Xê Út. Jeddah được đánh giá là thủ đô thương mại của đất nước Ả Rập Xê Út với tổng dân số vào khoảng 3,4 triệu người. Ngoài ra, Jeddah cũng được cho là thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo, nơi mà những người theo đạo Hồi ít nhất phải đến một lần trong cuộc đời mình. Thời điểm nóng nhất tại thành phố này thường là vào tháng 5, tháng 6 hàng năm, với mức nhiệt kỷ lục đã từng được ghi nhận là 52 độ C.